áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với series Học nhanh nhớ lâu cùng Vietjet. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt những nội dung trọng tâm trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích của tác giả Nguyễn Du. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần một lớn tìm hiểu chung. Một, tác giả, hai, đoạn trích. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả Nguyễn Du. A, tiểu sử. Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820. Tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Cuộc đời của ông trải qua nhiều biến cố đã tạo cho ông vốn sống phong phú và tâm hồn vô cùng sâu sắc. B. Sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du. Sự nghiệp sáng tác của ông được đánh giá cao cả về chữ Hán và chữ Nôm. Trong các tác phẩm của Nguyễn Du thì đều thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc. Các giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật đạt đến đỉnh cao xuyên suốt trong các tác phẩm. 2. Đoạn trích. Đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích nằm ở phần thứ 2, Gia Biến và Lưu Lạc. Sau khi Mã Giám Sinh lừa gạt, làm nhục, bị Tú Bà mắng nhiếc, Kiều nhất định không chấp nhận cuộc sống lầu xanh, nàng định tự vẫn. Tú Bà đưa nàng ra sống riêng ở lầu Ngưng Bích, với hứa hẹn sẽ gả nàng cho người tử tế, nhưng thực chất chính là giam lỏng nàng. Bố cục của tác phẩm chúng ta có thể chia làm 3 phần. 6 câu đầu là hoàn cảnh cô đơn, tội nghiệp của Thúy Kiều. 8 câu tiếp là nỗi nhớ thương Kim Trọng và thương nhớ cha mẹ của Kiều. Và 8 câu cuối cùng là tâm trạng đau buồn và dự cảm trước tương lai đầy sóng gió của Kiều. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần thứ 2, tìm hiểu chi tiết về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. 1. Hoàn cảnh cô đơn và tội nghiệp của Thúy Kiều. Nỗi nhớ thương Kim Trọng và nhớ thương cha mẹ của Kiều. Cuối cùng là tâm trạng đau buồn và dự cảm trước tương lai đầy sóng gió. Đầu tiên, đó là phần 1, hoàn cảnh cô đơn và đầy tội nghiệp của Thúy Kiều, được thể hiện trong 6 câu thơ đầu tiên. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Bốn bề bát ngát xa trông, cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Bẽ bàng mấy sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh nửa chia tấm lòng. À, không gian nơi Kiều ở được thể hiện ở 4 câu thơ đầu tiên. Khung cảnh ở đây được miêu tả từ trên cao, từ tâm trạng. Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân, khóa kín tuổi thanh xuân của Kiều. Non xa, trăng gần là hình ảnh đối nhau, thể hiện không gian vô cùng xa rộng. Bốn bề, bát ngát là không gian rộng lớn và mênh mông vô cùng. Ta thấy được cảm giác cô đơn, rợn ngợp của Kiều trước không gian mênh mông xa vắng. Ở đây đã thể hiện sự thành công của tác giả khi sử dụng bút pháp tả cảnh ngụ tình. Hai câu thơ tiếp theo đó là tình cảnh của Kiều. Bẽ bàng là nỗi xấu hổ của Kiều về cuộc đời của mình. Thành ngữ mây sớm đèn khuya, thời gian tuần hoàn, nổi bật nỗi bơ vơ, cô lẻ. Phép so sánh, nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng, thể hiện nỗi lòng của Kiều như bị chia ra làm hai. Tả cảnh hoang vắng để khắc họa rõ tâm trạng cô đơn, cô lẻ của Thúy Kiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến nội dung thứ hai, đó là nỗi nhớ người yêu và nỗi nhớ cha mẹ của Kiều, được thể hiện ở 8 câu thơ tiếp theo. Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, tin sương luống những rầy trong mai chờ. Bên trời góc bể bơ vơ, tấm son gột rửa bao giờ cho phai. Xót người tựa cửa hôm mai, quạt nồng ấp lạnh như ai đó chờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm. Thứ nhất, đó là nỗi nhớ người yêu của Kiều được thể hiện trong 4 câu thơ đầu. Người dưới nguyệt chén đồng, chàng kim cùng lời thề nguyệt đính ước. Tưởng
Kiều hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp bên người yêu. Các từ trông, chờ, rày, mai là sự lo lắng chàng Kim cũng nhớ tới nàng. Bên trời góc bể thể hiện sự xa xôi đầy cách trở với chàng Kim. Tác giả đã sử dụng thành công phép tu từ ẩn dụ, tấm son cộng với câu hỏi tu từ gột rửa bao giờ cho phai. Qua phép tu từ đó đã thể hiện tấm lòng Kiều không bao giờ quên được chàng Kim. Tấm thân của Kiều đã bị làm nhục cho đến bao giờ mới có thể gột rửa được. Qua đó ta thấy được sự thủy chung, son sắt của Kiều với người yêu. Bốn câu thơ tiếp theo đó là nỗi nhớ cha mẹ của Kiều. Kiều thương nhớ cha mẹ vô cùng. Các động từ xót cộng với câu hỏi tu từ đau đớn thể hiện nỗi đau đớn của Kiều khi nhớ về cha mẹ. Nắng mưa là ẩn dụ cho thời gian trong tâm tưởng của Kiều. Thành ngữ quạt nồng ấp lạnh, quạt cho cha mẹ ngủ khi oi nóng, ủ chăn ấm cho cha mẹ khi trời giá lạnh. Thể hiện Kiều là một người con rất hiếu thảo và trọng tình nghĩa với cha mẹ. Phần 3, đó là tâm trạng đau buồn của Kiều và dự cảm trước tương lai đầy sóng gió của nàng. Được thể hiện trong 8 câu thơ cuối cùng. Buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mác biết là về đâu. Buồn trông nội cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió quấn mạch duần, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đầu tiên là bức tranh cửa bể lúc hoàng hôn được thể hiện ở 2 câu đầu tiên. Mênh mông cửa bể chiều hôm, không gian mênh mông làm Kiều nhớ quê hương da diết. Thuyền thấp thoáng cánh buồm xa xa, nhớ về gia đình, nghĩ đến thân bị dòng đời đưa đẩy. 2 câu tiếp theo là cảnh hoa trôi mặt nước, buồn trông là âm điệu buồn mênh mang da diết. Hoa trôi man mác biết là về đâu, sự vận động ở thế bị động. Cánh hoa trôi bị sóng nước vùi dập như số phận bấp bênh của Kiều. Cảnh nội cỏ rầu rầu, nội cỏ rầu rầu thiên nhiên nhuốm màu tâm trạng. Màu sắc của cảnh vật ẩn dụ cho tương lai mờ mịt, vô lẻ của quý của Kiều. Thúy Kiều rất tuyệt vọng và mất hương hướng về tương lai của mình. 2 câu cuối cùng là cảnh giông bão, sóng gió và niềm dự cảm chẳng lành của Kiều về tương lai. Buồn trông gió cuốn mạch duần, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Gió cuốn mạch duần ước lệ cho sóng gió cuộc đời của Thúy Kiều. Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi, dự cảm sóng gió đang tiến đến rất gần với mình. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại những giá trị đặc sắc về nghệ thuật và nội dung trong đoạn trích. 1. Nội dung, tác giả đã miêu tả chân thực cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi, đáng thương, nỗi nhớ người thân da diết và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo, vị tha của Thúy Kiều khi bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích. Về nghệ thuật miêu tả nội tâm với bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc được tác giả thể hiện một cách rất nhuần nhuyễn và tài năng. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn các bạn những nội dung chính trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo cùng cô nhé! Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.